Xin chào các bác. Hôm nay mới về được cái dòng siêu phẩm TZ100, một cái dòng phím cảm ứng cửa điện công nghệ nano X khử khuẩn. Đây là cái model hiện tại là với tính năng cao cấp nhất của Panasonic, dòng TZ. Đây là cái hàng đấu giá em nhập từ bên Nhật qua đường hàng không về, được bảo quản từng chiếc, cho nên về hình thức của nó cực đẹp, dành cho các bác khách hàng mà thích cái độ đẹp, độ nét. Đấy, gọi là các bác khách hàng kỹ tính yêu cái đẹp. TZ100 các bác nhé. Series hàng đấu giá, hàng trưng bày tại các cửa hàng của Nhật tuyển chọn. Đấy, đấu giá, trưng bày như tuyển chọn thôi nhé, rất đẹp, mặt mũi các bác nhìn cực đẹp luôn nhé. Lưng tôn của bọn này, đối với các cái hàng này thì được bảo quản từng chiếc, cho nên về phần lưng tôn của nó còn rất là đẹp, gần như cái tỷ lệ móc méo rất là ít thôi ạ, sức sát thì không, rất ít. Một con máy đẳng cấp của Panasonic, năm sản xuất 2019, TZ100. Series máy là 0184. Bác mua em gửi đúng series máy nhé, gửi đúng máy, đúng series. Có một con duy nhất thôi, dòng TZ này không nhập được nhiều đâu ạ. Có muốn nhập cũng rất là khó. Không phải là dòng TZ này muốn nhập là có. Vấn đề là nó máy đẹp các bạn. Còn nếu mà hàng bãi, hàng lướt xấu thì khá là nhiều. Chứ còn hàng để mà lướt nó đẹp như này thì không có nhiều đâu ạ. Được các cái phần viền góc cạnh này, nó còn cực mới luôn, nguyên zin tuyệt đối 100% các bác nhé, bảo hành nguyên zin tuyệt đối luôn. Con này không chấm phẩy một tí tị nào bên ngoài và bên trong, bên mạch nguyên zin tuyệt đối. Đây là cái phần bảng điều khiển của máy, toàn bộ nó là phím cảm ứng á, các bác sờ đây thì nó là cảm ứng này. Đấy. Ở từng chế độ thì nó sẽ hiện đèn Econavi, có chế độ thì không hiện, có chế độ thì hiện, tức là Econavi các bác chạy cái chế độ này gần như gọi là chế độ tiêu chuẩn của nó đấy. Chế độ 5 và chế độ 1 thì không có nhé. Nano X khử khuẩn. Tức là cái này các bác nhìn nó giống hệt công nghệ của cái những cái máy lọc không khí. Có Nano Y và Pana đời mới giờ thì có Nano X khử khuẩn. Đấy. Đây là menu. Có các chế độ sấy này. Đấy, không sấy này, tăng cường sấy này, tăng cường sấy này, quạt gió, rửa với nước nóng 80 độ, hẹn giờ, 5 chế độ rửa. Cái này thì nó không ghi các tên chế độ rửa mà nó đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Cửa điện có chạm được cái là mở. Từ các cái phần này nó cải tiến thêm, có một cái viền inox đây khá là sang này, cho nên cái viền và các cái dòng TH này thì không có nhé. Đấy, sang đây nói chung là cải tiến. Máy có thể mở cửa bằng hai cái nút sườn hai bên, không muốn mở điện. Bên trong nội thất thì rất là mới đẹp rồi, ống zin theo máy. Nội thất nói chung là dòng TH, TZ này thì không phải bàn được các bác nhé, nó quá đẹp rồi, quá VIP rồi. Dòng chỉ này, hàng đồ giá siêu lướt siêu đẹp, các bác nào yêu cái đẹp thì các bác alo cho em. Chiếc này em bán là 10.900.000, bảo hành 12 tháng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp, phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Các bác mua thì con này chốt thì đặt cọc trước cho em 1 triệu nhé, số điện thoại Zalo. Cảm ơn các bác. Máy hiện tại em có rất là nhiều. Quay qua các bác thêm một chút. TH3, TH4. Hàng lướt, đấu giá. Rất là đẹp. TR9, TM. Vô biên cơ máy rửa bát, có cả những con máy rửa bát nhỏ mini sẽ lên sóng phục vụ các bác này. Đủ các mã máy phục vụ các bác từ rẻ nhất hơn 1 triệu cho đến hơn 10 triệu. Tất cả đều bảo hành 1 năm. Nhà chuyên máy rửa bát lọc không khí, chứ các bác không lo gì về vấn đề bảo hành nhé. Bên em chuyên là rất là nhiều đồ.
Chào các bác nhé.